Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế, thấp tim là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc, miễn dịch. Bệnh làm tổn thương viêm cơ, viêm màng trong tim và hơn thế nữa còn để lại di chứng nặng nề, dễ gây tử vong và làm cho bệnh nhân trở thành tàn phế. Vì vậy, việc phát hiện sớm điều trị chăm sóc đúng là vô cùng quan trọng. Ai dễ mắc thấp tim? Thấp tim chỉ xảy ra sau khi trẻ bị viêm họng, viêm amidan do lên cầu khuẩn tan huyết nhóm A. Tuy nhiên không phải là bất kỳ trẻ em nào nhiễm lên cầu khuẩn tan huyết nhóm A cũng bị bệnh thấp tim. Thường gặp ở trẻ từ 7 đến 15 tuổi, nhất là trẻ từ 9 đến 12 tuổi. Thấp tim thường gặp ở trẻ có cơ địa dị ứng như hay bị mề đay, hen phế quản, tràm. Bệnh thường gặp ở vùng có điều kiện sinh hoạt thấp, nhà ở chật trội, vệ sinh kém, kinh tế khó khăn, có khí hậu lạnh, ẩm. Đây là điều kiện để trẻ dễ bị viêm họng, ngoài ra bệnh cũng có yếu tố gia đình. Dấu hiệu nhận biết, biểu hiện lâm sàng bệnh thấp tim thường xảy ra sau 2 tới 4 tuần hoặc lâu hơn nữa kể từ khi bệnh nhân bị nhiễm liên cầu ở họng. Các biểu hiện này có thể xuất hiện độc lập hay phối hợp với nhau. Tại khớp, nếu ở thể điển hình, các biểu hiện của viêm khớp sưng, nóng, đỏ, đau vận động hạn chế, viêm nhiều khớp còn gọi là đa khớp và viêm các khớp lớn. Điều đặc biệt, viêm khớp có tính chất di chuyển, khi khớp này đỡ thì lại xuất hiện viêm khớp ở khớp khác. Thời gian viêm của mỗi khớp thường từ 3 tới 7 ngày, không bao giờ kéo dài quá một tháng. Nếu ở thể không điển hình thì có các biểu hiện như Viêm cơ tim là tổn thương hay gặp nhất trong bệnh thấp tim 100%. Biểu hiện của viêm cơ tim là đau ngực vùng trước tim, tim đập nhanh, loạn nhịp, bệnh nhân mệt mỏi, da xanh. Nếu viêm cơ tim nặng sẽ dẫn đến suy tim cấp, khó thở, tím tái, phù, đái ít và tử vong. Biểu hiện ở thần kinh là biểu hiện múa vờn, múa giật, sidaham. Đây là các vận động nhanh không tự chủ, thiếu định hướng, không mục đích, tăng khi xúc động, mất đi khi ngủ. Múa giật có thể xuất hiện toàn thân, nửa người hay ở chi. Ngoài ra, bệnh còn có các biểu hiện khác như viêm cầu thận, viêm phổi, viêm gan cấp, tổn thương mạch máu, Lời khuyên của bác sĩ, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc điều trị của bác sĩ thì việc chăm sóc đúng sẽ giúp bệnh nhân nhanh phục hồi. Nếu bệnh nhân có các biểu hiện khó thở, tím tái do suy tim có thể xuất hiện thường xuyên hoặc sau khi gắng sức như đi lên cầu thang, lao động chân tay. Cần thông báo cho thầy thuốc và để bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường nhằm giảm nhu cầu về oxy và dinh dưỡng của cơ thể. Bệnh nhân có thể ăn nhẹ, ăn các loại thức ăn dễ tiêu như sữa, cá, hạn chế lượng muối và nước bằng cách khuyên bệnh nhân ăn nhạt tương đối và hạn chế uống nước. Phòng nằm của bệnh nhân phải đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát, có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Nếu bệnh nhân là trẻ nhỏ, có thể để trẻ nằm ở tư thế Fowler đối với trường hợp khó thở, tiến tái nhiều và thường xuyên nhằm làm giảm lượng máu ứ đọng ở phổi. Bệnh nhân nên ăn những loại hoa quả có nhiều kali trong suốt thời gian dùng lợi tiểu và digoxin. Nếu bệnh nhân có đau tức ngực do viêm tim, cần để bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường. Nếu bệnh nhân đau mỏi khớp, vận động khó khăn, sưng, nóng, đỏ do viêm khớp Ngoài thực hiện y lệnh về việc sử dụng thuốc để phòng các tác dụng phụ của thuốc và theo dõi sự xuất hiện những tác dụng phụ đó, bệnh nhân cần được nằm nghỉ ngơi ở tư thế trùng cơ, giảm căng bao khớp, hạn chế vận động khớp ở mức thấp nhất, cách đi lại vận động để có thể giảm đau cho người bệnh và để họ yên tâm, tin tưởng và điều trị, không cần xoa bóp hay xử trí gì khác như chườm nóng, nóng lạnh hay cố định khớp. Người bệnh cần kiên trì dùng thuốc theo y lệnh, ngoài các thuốc chống viêm còn phải dùng các vitamin nhóm B, như B1, B6, B12 và thuốc an thần kháng histamin. Phải có người thường trực chăm sóc cho bệnh nhân nhằm giúp cho bệnh nhân đi lại vệ sinh ăn uống. Nếu bệnh nhân sốt, đau họng do viêm nhiễm ở họng hoặc amidan, cần theo dõi thường xuyên bằng cách đo thân nhiệt của bệnh nhân tăng trên 37,5 độ C. Kèm theo có các triệu chứng như đau họng, đau đầu, ho, cần dùng thuốc hạ sốt khi thân nhiệt tăng cao trên 38,5 độ C. Ngoài việc uống thuốc và theo dõi nhiệt độ, thì hàng ngày bệnh nhân thường xuyên vệ sinh răng miệng, tránh nhiễm lạnh Ăn uống đầy đủ các chất nhằm nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, những cặp thực phẩm thuốc tuyệt đối không dùng cùng lúc sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.